D&D Gel hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, với những mặt hàng mới như khẩu trang và hand sanitizer, mua trên $30 sẽ được free shipping. Mọi chi tiết xin vào dndgel.com. Xin kính chào tất cả quý vị. Lam Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. How are you quý vị? Hi. ban nhạc ơi, hôm nay ban nhạc có cái gì thay đổi không nhỉ? Hình như có một người thay đổi là anh đánh bass đúng không? À, như vậy là chứng tỏ là em đã có quay rồi. Em có là quay em rồi. Biết hết là hôm nay có ai đúng không? Dạ. Yeah. Cái show lần trước là em đã hát với là anh Bằng Kiều. À, mà sau đó thì gọi là anh Bằng Kiều gọi là kiêm luôn MC luôn, không cho em nói gì hết trơn á. Thì hôm nay em làm MC đi, em để cho em nói thôi. Thôi em cũng đâu có biết nói gì, nhưng mà mình cứ gọi là nghĩ gì thì nói nấy thôi. Cứ anh là từ ngày hôm nay anh được cái may mắn là trung tâm cho anh một cái cuộc dating với em, là hai người với nhau trong một cái khung cảnh rất là ấm cúng như thế này thôi, chứ không biết là thật sự ra là rất là nhiều người hỏi em là tại sao không có làm với anh Hòa cái show Music Box này, thì bây giờ là đây là một cái chúng em đã kết hợp với nhau ngày hôm nay để làm cái Music Box để tặng với quý vị, tặng cho quý vị trong cái mùa gọi là mùa mà không có đi show được. Mà cũng lạ, anh thấy anh với em không có hát chung với nhau nhiều đúng không? Dạ. Nhưng mà hình như khán giả bên ngoài nghĩ là mình có cái khả năng mình song ca với nhau được nhiều hơn, cho nên là họ yêu cầu khá nhiều. Thật ra đi thì em không có hát chung với anh Hòa nhiều bài lắm trong Press Play này. Có hai bài thôi. Đúng rồi. Hai bài trên sân khấu thôi, nhưng mà không hiểu sao thì mọi người luôn luôn nhớ cái cặp song ca của mình. Cái đó là một trong những cái mà rất là quý cả. Anh nghĩ là vì nhờ cái bài mà mình song ca, cái bài đó, cái cách mà diễn trên sân khấu hoặc là cái setting nó gây cho người ta một cái sự giống như là ấn tượng. Tại vì cái bài đó nó nói lên cái nỗi lòng của rất là nhiều người thì phải. Cho nên là vì đó mà họ nhớ mình. Thôi thì bây giờ sẽ không nói nhiều hơn nữa. Tại bây giờ hát đi. Hát đi, bây giờ anh hát trước đi. Kính lão đắc thọ anh hát trước. Ok, nếu như vậy thì... anh sẽ hát trước, sau đó đến phiên em ha. Yeah. Cái bài đầu tiên mà thưa quý vị Trần Thế Hòa muốn giới thiệu lại đến quý vị ngày hôm nay là một bài hát của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, có tựa đề là Cõi Vắng. Cái bài này thì Trần Thế Hòa đã thu âm và thu hình cho Thúy Nga cách đây cũng phải là gần 20 năm rồi. Trần Thế Hòa mời quý vị cùng nghe bài hát có tựa đề là Cõi Vắng của nữ nhạc sĩ Diệu Hương sau đây. Cho tôi tìm thấy trong từng nỗi buồn mênh mông còn đây. Tôi ngồi lặng lẽ sầu riêng tôi trong cõi vắng, trông đợi bao giờ tình ấy vẫn xa xăm. Trăng về đêm này, trăng sao buồn bã như lòng tôi còn. Bao năm lạnh giá, tôi gọi người âm thầm, chân dung chưa lần thấy. Em còn nơi nào xa lấp khuất chân mây? Trong mộng tìm về đâu người tình?
trong mơ. Em là ai tôi tìm trong nỗi mong chờ. Em còn xa, tình ta cứ mãi bơ vơ. Em ở chốn nào, yêu thương còn thắp lên đầy tâm hồn. Trong tôi chiều tắt, giữ người tình trong mộng. Trăng khuya sầu lắng, xa người trong mộng. Tôi với cõi hư không. Chốn nào yêu thương còn thắp lên đầy tâm hồn. Trong tôi chiều tắt, giữ người tình trong mộng. Trăng khuya sầu lắng, xa người trong mộng. Tôi với cõi bài này là một bài của nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Lần đầu tiên em nghe bài này đó. Bài này hay, bài hay. Bài này là một cái bài mà nhờ đó mà anh có được thêm một cái lớp khán giả rất là trẻ so với cái dòng nhạc của anh hát. Tại vì thời xưa thì hát nhạc tình chiến và tình ca nhiều hơn. Cái bài này là một bài nhạc trẻ mà đầu tiên anh hát. Và đặc biệt cái bài này cũng cho anh một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ, là bởi vì có một cái vị khán giả rất là đặc biệt mà anh được mới gặp gần sau này. Thì đó là một cái cụ già, có lẽ là cũng là gần 80, mà cụ rất là yêu cái bài này. Cụ ở bên Pháp á, thì cụ có vài dịp qua bên này để giữ những chương trình anh hát rồi. Và có những cái kỷ niệm như thế này là lần đầu tiên cụ qua bên California này á, thì để mà nghe chương trình hát thì cụ thuê xe đò hoàng từ San Jose xuống dưới đây, ở lại đây, thuê một căn hộ ở lại đây 2 ngày. Wow. Để mà theo tham dự chương trình đó. Xong rồi lại đi xe đò hoàng đi ngược về San Jose. Cho nên là có những dịp nào mà anh qua Pháp anh hát thì anh đều mời cụ đi, hoặc là ví dụ như cụ qua đây thì có những dịp anh hát ở những cái tiểu bang mà cụ đến được thì cụ cũng đi hết. Nhưng mà có một cái điều buồn là cách đây khoảng chừng một tháng mấy thì anh có nhận được một cú phone của bác, mà anh trai của bác đó, gọi phone đến và có báo cho anh một cái tin buồn là trong cái dịp COVID-19 này đó, thì ở bên Tây đó cụ bị té gãy chân, sau cụ vào trong nhà thương. Cụ vào trong nhà thương thì khi mà chữa lành rồi thì qua cái phòng mà rehab để mà tập đi đứng lại đó, thì cụ lại nhiễm cái bệnh này và cụ đã mất cái hôm phục sinh, lễ phục sinh. Cho nên là ngày hôm nay thì cũng nhân dịp này hát bài hát này để mà tặng lại cho cụ và như một cái lời chia tay đối với cụ vậy. Cõi vắng thì đúng là cái tựa cũng rất là hợp. Ngày hôm nay em chuẩn bị những bài gì nói hôm nay được. Em giống như là MC luôn á. Lần trước nghe nói bị bằng Kiều dành làm MC rồi, bây giờ phải tự làm. Không, tại vì anh Kiều thì có khiếu nói chuyện hơn em thì không có khiếu nói chuyện lắm, hát thì được. Bây giờ bài hát của em bây kế giờ tiếp em, là bài gì? Em xin hát tặng cho tất cả quý vị một bài hát cũ mà mới. Cũ là người ta đã hát rồi, có ca sĩ khác hát rồi, đó là chị Cẩm Ly. Bài này thì của nhạc sĩ Hoài An, thì Lâm Anh hát của nhạc của nhạc sĩ Hoài An rất là nhiều bài. Không sao, bây giờ cũ người mới ta, em hát cũ này đi. Cũ người mới ta đó, đúng rồi. Thì bây giờ em xin hát một bài hát của nhạc sĩ Hoài An mang tựa đề Thà Rằng Chia Tay. Thà Rằng Chia Tay. Dạ.
Anh chưa nghe bài này lần nào, bây giờ ngồi nghe cũng là bài mới đó. Vậy hả? Nhưng mà anh nghe anh sẽ nhận ra, tại vì bài này cũng lâu rồi. Nhưng mà sao em hát em không có nhìn anh chút nào hết trơn vậy? À vậy hả? Dạ không có công bằng nữa. Tập trung quá, tại vì bài này cũng cứu người mới ta, cho nên là em quên mất anh. Tại vì diễn tả là anh ngồi anh chờ, nãy giờ anh thấy em nhìn anh cái nào hết trơn. Là buồn quá. Để hát xong ca thì em sẽ nhìn anh. Nói đùa vậy thôi chứ khi mà mình hát ở ngoài sân khấu thì có khán giả, mình interact với khán giả, cái cảm giác nó khác ha.
Còn ví dụ như anh với em ngồi đây tự nhiên giống như là hai đứa đang ngồi đây nhau mà hát mà không nhìn nhau, cái này thấy giống cũng như hôm nay mình lên đây á, làm quen với nhau, mới làm quen vậy. Vừa là tâm sự với nhau mà vừa là gọi là tâm sự với khán giả. Có nghĩa là hôm nay em nghĩ là em nên sẽ thay mặt khán giả hỏi anh những câu hỏi mà khán giả muốn biết về anh. Cũng được. Đúng không? Anh nghĩ là cái cơ hội này cũng là cái cơ hội mà cho mình với nhau là đồng nghiệp, mình tìm hiểu về nhau, mình biết thêm về cái người bạn đồng nghiệp của mình chút xíu cũng hay. Chứ bây giờ nên nói hoài mà không biết, cũng nhiều khi cũng không biết nói gì bây giờ. Thôi bây giờ em sẽ hỏi anh Hoàng một câu. Anh hát chung với em 2-3 lần gì phải? 3 lần. Anh có thích hát chung với em không? Em hỏi cái câu đó mà em cũng hỏi anh được thôi. Nhiều khi không biết được. Tất nhiên là phải thích thì mới hát. Đúng còn rồi. Nếu mà không á thì okay. Mình đã phải xin, phải từ chối rồi. Tại vì sao? Mình không thích mình hát không hay được. Anh nghĩ vậy. Tại nếu hát với người mà mình có thể không hợp giọng hay là không hợp tính tình đi, mình làm sao mình diễn, làm sao mà mình hát cho mình feel cái bài hát được. Cho nên là tất nhiên là rất là thích. Mà thật ra đó thì anh nghĩ là anh còn hát với em được quá ít. Quá anh ít, muốn hát nhiều hơn. Hơi bị ít đó. Cho nên là ngày hôm nay á, anh em mình phải hát những cái bài hát mà đã đưa cái cặp song ca của anh em mình tới gần khán giả hơn. Đó là bài Chợt Nhớ. Bài Chợt Nhớ của... Và bài Nơi Ánh Sáng Quay Về. Thì... Bây giờ em muốn hát là muốn nói chuyện tiếp một chút xíu. Hát đi xong rồi mình nói chuyện. Rồi. Thế bây giờ mình hát bài... Bài gì trước ta? Anh muốn hát bài Chợt Nhớ trước. Chợt Nhớ. Cái bài này lâu lắm rồi mình không có hát lại. Vậy... ban nhạc cho tụi em bài Chợt Nhớ đi. Anh Hòa muốn hát bài Chợt Nhớ trước. Cái bài này là của nhạc sĩ Nhật Trung. Mà theo anh biết hình như là Nhật Trung phổ từ một bài thơ của người bạn, mà không biết tên của người bạn đó. Phải không? Dạ, em cũng không biết. Đúng nhưng rồi. Mà bài này là bài... Sau bài này là Nhật Trung không có ra được một cái bài nào hết. Cho nên là bài này á có một cái kỷ niệm là anh em mình lần đầu tiên đúng rồi lên trên hát chung với nhau trên sân khấu. Mà hình như anh nhớ lúc anh quay cũng mặc cái áo màu xanh này luôn thì phải. Mà đúng. Em không ngờ khi mình hát bài này xong á, rất là nhiều người thích và rất là nhiều người khen. Mà em có thấy là cái hòa âm của anh Tim nó rất là á đông không? Rất là á đông mà nó rất là đơn rất giản. Rất là hay ha. Nhưng mà chỉ có tội là không bao giờ tụi em đi hát live mà tụi em có dịp mà hát bài này chung với nhau hết. Thứ nhất là bài này nó rất là tự sự. Và khi ra một sân khấu lớn, mình không thể nào mình hát một cái bài tự sự như vậy được. Đúng rồi. Nó rất là loãng. Thì chỉ có trong những cái sân khấu như phòng trà hay là nhỏ như Music Box này thì tụi em hôm nay mới dám. Có một cái điều nữa là anh biết cái bài này là một cái bài mà để cho bao nhiêu người người ta gửi tâm sự vào trong nó. Tức là có những cái điều mà người ta không thể người ta nói ra một cách bình thường được. Người ta lên, người ta xem cái bài đó và người ta để lại những cái comment giống như những cái lời mà chia sẻ rất đọc rất đau lòng. Giống như là người ta có cái kỷ đúng niệm rồi. Với cái lời nó gắn liền với những kỷ niệm của người nghe. Cho nên là bây giờ thôi, bây giờ mình sẽ hát lại bài này để tặng tất cả quý vị nha. Bài Chợt Nhớ của nhạc sĩ Nhật Trung. Và lần này thì mình không hát liên khúc phải, mình hát một bài Chợt Nhớ hát thôi. Một bài Chợt Nhớ thôi. Okay. Chợt nhớ năm xưa đôi ta cùng trường, chung đường chung lối nhưng chẳng chung đôi. Anh về bên ấy, em ở bên đây, tình anh giữ, tình em cầm. Chợt đến như mơ nghe bao muộn màng, tôi giờ lỡ bước em đã sang sông. Không lời hẹn ước dẫu biết trong tim, tình em tôi giữ, tình tôi em cầm. Bên nhau tình cờ trao nhau cà phê rơi đắng cuộc tình, lời buồn trên môi thương tình tiếc nuối, một ngày cho nhau xa mãi ngàn.
hôn nồng nàn, tình em dịu dàng, nụ cười em trao, ánh mắt dại khờ, trọn đời tôi mang, dẫu tình xa vắng, chỉ cần trong em thương nhớ một đời. Chợt giấc mơ tan, bên nhau vài ngày, mai rồi xa cách hai đứa đôi nơi. Chỉ còn nước mắt hoen ướt mi em, tình trao xin giữ dù trong muôn màng. Ánh mắt dại khờ, trọn đời tôi mang, dẫu tình xa vắng, chỉ cần trong em thương nhớ một đời. Chợt giấc mơ tan, bên nhau vài ngày, mai rồi xa cách hai đứa đôi nơi. Chỉ còn nước mắt hoen ướt mi em, tình trao xin giữ dù trong muôn màng. Chỉ còn nước mắt hoen ướt mi em, tình trao xin giữ dù trong. Lâu lắm rồi mới được hát lại cái bài này. Quá là lâu luôn. Bài này là một trong những cái bài mà gọi là lãng mạn của nhạc sĩ Nhật Trung. Vừa buồn viết, vừa lãng mạn nhất. Viết về một cái chuyện tình mà có lẽ là thời đi học. Anh nhớ cái bài này Nhật Trung có kể là hình như là cái câu chuyện tình này là của một người bạn của Nhật Trung. Xong rồi cái người đó làm cái bài thơ này, Nhật Trung mới lấy phổ là thành bài hát. Anh nhớ là như vậy. Dạ. Hồi nãy em thấy anh kể cái chuyện của bà cụ mà em thấy tội quá. Em thấy rất là cảm động. Thì trong cái cuộc đời đi hát của mình có những lúc mình sẽ gặp được những cái tấm chân tình như vậy. Và em thì cũng có fan lớn tuổi rất nhiều, 80 tuổi rất nhiều, mà mấy cụ 80 tuổi mà đi coi em hát thường thường là cứ hay yêu cầu Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, với lại anh thì không mới ghê chứ. Anh nghĩ là cái tuổi mà họ lớn qua một cái giai đoạn nào đó thì giống như là tới cái tuổi mà người ta gọi là giống như là hoàng đồng mà, phải không ta? Tức là trẻ lại đó. Những bà cụ đó thì em thấy rất là yêu đời. Thì anh cũng thấy cái cụ này cũng vậy. Mà cái cụ này em biết khi mà cụ đến với mình nói chuyện á, thì cặp mắt cụ rất là sáng, mà cụ rất là linh hoạt, giống như là một người tuổi trẻ chứ không phải là một cái người mà giống như lớn tuổi như vậy. Nhưng mà cụ bay từ bên Pháp qua đây, tức là gia đình để coi anh hát thôi. Người mẹ của cụ đó là ở San Jose, còn cụ thì ở bên Pháp. Thì một năm cụ bay qua bên San Jose mấy lần để mà thăm và săn sóc bà mẹ. Thì cứ mỗi lần còn qua mẹ luôn hả? Đúng. Trong nhà có ba anh em, thì cụ là cái người em gái, còn hai ông anh đầu nữa. Thì anh biết là cụ bay từ bên Pháp qua San Jose, cụ thăm xong rồi cụ gọi phone xuống dưới đây cho trung tâm Thúy Nga, cụ tìm tất cả những CD của anh rồi. Và cụ hỏi là có những cái chương trình nào sắp tới của Trần Quang Hòa ở đây không, thì có, thì là cụ phải thuê xe đào hoàng, cụ đi xe đò đi xuống dưới đây. Xong rồi cái mà đặc biệt nữa là
cái chương trình đó anh hát 2 đêm, thứ bảy và ngày chủ nhật, và cụ xuống trước 2 ngày, cụ thuê một cái nhà ở dưới đây, cụ ở thôi căn phòng chứ, cụ ở dưới đây tự nấu ăn, đi chợ nấu ăn nha. Yeah. Rồi xong rồi coi chương trình xong rồi lại đi xe đò hoàng về, bởi vì anh thấy rất là cảm động về cái tình cảm của cụ. Yeah. Rất là cảm phục mà những người mà gọi là khán giả mà họ yêu nghệ thuật đến như vậy. Vâng, và nhất là những lúc mình đi xa mình gặp được những khán giả như vậy thì rất là đáng quý, đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ trở lại hát nữa không? Hay là chứ có gì tâm sự không? Lâu hồi nãy lâu em hỏi anh một câu rồi. Hồi nãy em hỏi em một câu rồi, bây giờ anh hỏi lại em một câu. Làm những cái chương trình này thì em thấy cái khó nhất là cái điều gì? Chương trình này hả? Chương trình này thì khó nhất đó là mình đi hát live đi, thì như anh Hòa cũng biết, mình hát đó, mình không có cần phải tiết chế. Đúng rồi. Mình không có coi như là mình không có sợ gì, không sợ thì sai thì cũng sao. Nhưng mà ở đây thì nó không gian nó quá nhỏ, cho nên mình hát mình phải rất là trau chuốt kỹ lưỡng. Và thứ hai nữa là hát những cái bài hát mà của người mới ta đó, hoặc là mới tin đối với mình chưa bao giờ mình hát, hoặc là những cái bài hát mà ít khi nào mà đi hát live, rồi phải thêm nói chuyện nữa. Thường thường thì nói chuyện ngoài sân khấu live, và nhất là có boss ngồi ngoài đó nữa. Có 2 boss ngồi ở ngoài cho nên cũng hơi rung rung. Nhưng mà anh nghĩ mình nên tranh thủ cái giai đoạn này, tại vì bây giờ mình không có được đi hát nữa, mình ở nhà không mà. Và thèm hát thật, mà đến đây ngồi hát chung với nhau. Em rất là thích chương trình Music Box. Tại vì sao? Là một cái chỗ để cho anh em nghệ sĩ mình có cái cơ hội để được hát những bài hát mà ít khi nào được hát nè, mà được nói những cái câu chuyện mà cũng ít khi nào được chia sẻ. Lần đầu tiên thì anh chưa có quen lắm, nhưng mà anh nghĩ khi mà quen rồi thì sẽ rất là thích, là bởi vì mình có cái không khí rất là thân mật này, và mình hát được những cái bài hát mà mình thích. Mà nhất là trong giai đoạn này mình vắng khán giả nữa, mình không có được đến gặp khán giả thì thì đây là một cái cơ hội để gặp gỡ tâm tình với khán giả. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với chương trình, hát thêm một bài đơn ca của anh đi. Ok. Cái bài lần này anh chọn đó là, để coi, một cái bài hát, mà bài hát này là trong một cuốn phim. Bài hát có tựa đề là Loan Mắt Nhung. Tại sao gọi là Loan Mắt Nhung? Cái câu chuyện về một anh chàng này, thì cái nhân vật chính trong phim đó là tên là Loan, và có cái biệt hiệu đó là Loan Mắt Nhung, chắc là cặp mắt rất là đen. Ồ, chứ không phải là nữ à? Không, đó là tên của một nhân vật chính là người là nam. Ồ, lạ quá. Thì hình như là anh chàng này là vì cái cuộc sống đưa đẩy, rồi anh phải vào trong cái thế giới giang hồ và trở thành một tay anh chị rất là... Wow. Vậy là hôm nay anh Hanh Hòa hát một bài hát coi như là nó về cái tâm trạng của một người, của anh chàng giang hồ đó, phải không? Muốn được quay lại cái cuộc sống bình thường và yêu thương giống như là, đúng rồi. Rất là có ý nghĩa. Bài này là của nhạc sĩ Huỳnh Anh, thì xưa giờ thì anh chỉ có hát 2 bài của nhạc sĩ Huỳnh Anh, đó là bài Em Gắng Chờ và một bài nữa là bài Thuở Ấy Của Em. Thì bây giờ là lấy thêm một bài của nhạc sĩ Huỳnh Anh gửi đến cho quý vị. Thật sự cũng chưa bao giờ nghe bài này luôn, bây giờ em sẽ được nghe. Vậy hả? Dạ. Giờ anh Hòa hát đi. Loan mắt nhung. Loan Mắt Nhung. Bài này ngày xưa mới thì anh nhìn em tưởng là Loạn Mắt Nhung. Bài này là một bài nhạc phim của một cuốn phim. Dạ rồi. Có tựa đề là cũng là Loan Mắt Nhung luôn thì phải. Đường vắng thưa bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh điện câu, giữa đêm sâu ngõ không màu, sống lạc loài thân đơn côi, chôn tôi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu nhiều đắng cay. Lòng phố thưa bước chân còn khua dài, tìm về thơ ấu đêm ngày qua, khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Qua vùng hương hận đêm tóc rối, tù đầy ngõ tối đam mê. Trong hồn tôi dù cơn đau qua miền thương nhớ, qua đêm xanh độc hành mang lẻ loi.
tan hờ noan. Đêm kinh đô muôn màu ngà bóng, một người tìm sao mắt em. Trong hồn côi dù cơn đau qua miền thương nhớ, qua đêm xanh độc hành mang lẻ bóng. Ôi xanh sao tiếng than hờ noan, đêm kinh đô muôn màu ngà bóng, một người tìm sao mắt em. Tình dở dang giấc mơ vàng phai tàn, nhìn thương chăm nhớ chỉ là mơ. Tiếng nhạc sầu đã tan dần giữa đêm dài, không trăng sao buông vòng tay sầu mang nuối tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Sầu đã tan dần giữa đêm dài, không trăng sao buông vòng tay sầu mang nuối tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Nghe bài này giống điệp khung điệp viên 007 quá. Nhạc phim mà. Bài phim này là về du đảng nữa là mà phải đánh. Thấy cái bài này nó hơi giống, nghe nó giống bài đừng nói nữa em. Thì cũng là anh nghĩ là chắc là vì cái thể loại nhạc blues. Yeah. Việt Nam mình hồi xưa cũng có nhiều nhạc sĩ viết cái thể loại này. Yeah. Cho nên là nghe mình thấy có cái những cái. Em thấy giọng anh Hòa rất là hợp với những cái thể loại giống như là blues jazz mà trầm buồn. Rất là trầm. Giọng anh Hòa là trầm, em hát với một người giọng rất cao là anh Bằng Kiều. Và một người giọng rất trầm, trầm nhất Thúy Nga luôn là anh Trần Thái Hòa. Mà em chỉ thắc mắc là không biết là giọng trầm thì em thấy anh rồi, nhưng mà em chưa giờ thấy anh Hòa lên giọng cao mà kiểu lên gân, hay là có bao giờ anh coi như là lên cao không? Tức là em nói hát hay là nói hoặc là hát gì cũng vậy hết á. Nói hả? Tại vì em thấy lúc nào cũng trầm 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 như thế này. Em có để ý em thấy ca sĩ thường thường ra sân khấu khi nói chuyện người ta nói cái giọng. Giờ thường thường nói được câu cao coi em nghe coi. Nói đi. Làm anh ơi hôm nay em khỏe không? Dạ khỏe. Hôm đó nói là nói bằng giọng ốc thôi. Chứ còn nếu mà nói chuyện thì thường cao thì không có cao được, tại vì cái giọng mình nó thấp. Ừ. Nói lớn thì nói đúng được, nhưng mà nói cao thì còn không phải đổi qua giả giọng như bằng kia. Làm anh ơi hôm nay em khỏe không? Thường thường á, em hát thì rất là cao, em hát được cao được mà nói chuyện mà em nói sao? Chuyện thì em cũng không có nói cao được. Em cứ mấy lần mà em mỗi lần mà em lên livestream hay là lên talk show á, là lúc nào mấy anh trong đài hoặc là chị Marito cũng nói là em nói cao cao lên chút xíu được không, là hôm nay là em ráng nói cao lắm rồi đó. Cái show thực ra là vì anh nghĩ là cái thói quen thôi, chứ còn có nhiều người ví dụ hát giọng trầm này kia mà ra giới thiệu muốn làm cho sân khấu náo động lên thì họ cũng là xin quý vị khỏe không, nên là người ta cũng nói được. Nhưng mà anh thì anh ít nói như vậy. Em chưa giờ thấy anh Hòa ra sân khấu mà quý vị ơi khỏe không, em chưa giờ thấy anh Hòa như vậy hết. Cái lúc nào cũng hơi nhát gan tí cho nên là không. Trần Thái Hòa xin kính chào quý vị. Trần Thái Hòa xin kính chào quý vị. Đó, lúc nào cũng vậy hết á, cho nên là hôm nay thử nói cao lên coi. Thôi được rồi, cái đó là bây giờ cái tính mình thôi. Dạ. Bây giờ em hát nha, tới phiên em đúng không? Tới phiên em hả? Rồi, một bài hát mới tinh luôn, lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong đời đấy. Hát bài này có một cái bài có một cái lạ là đây là một bài... Như anh thấy em hát bài nào cũng lạ hết á. Anh nhớ vừa rồi em ra cái album gì đó, album nói... acoustic thì anh thấy trong đó có nhiều bài cũng rất là lạ. Lạ hả? Lạ với anh thôi chứ có thể là người khác không có lạ, tại vì anh thì anh Hòa thì nhưng là... mà em hát những dòng nhạc rất hợp, rất là hợp. Dạ. Anh Hòa thì thường thường là chuyên chở những dòng nhạc xưa tiền chiến, cho nên anh Hòa nghe những dòng nhạc mới mới thì anh Hòa thấy nó lạ thôi. Thực ra anh cũng thích những dòng nhạc mới sau này chứ, nhưng mà tại chưa có dịp thôi. Chứ còn và đây là một cái bài hát mà của nhạc sĩ Đình Văn, không biết quý vị có còn nhớ anh Đình Văn. Đức Kính hả? Dạ.
rất là lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Ngày xưa anh Đình Văn mà hát trong mấy cuốn Mưa Bụi, ngày xưa hồi em nhỏ xíu em đã coi anh Đình Văn hát những cái cuốn đó. Thì cái bài hát này là sáng tác của Đình Văn à? Dạ, sáng tác Đình Văn. Chị Thủy có gửi cho em nghe bài này. Em nghe bài này đi, hay lắm nè. Tên gì em? Bài tên gì? Bài này tên cũng hay lắm nha. Tên là Em Cũng Cần Một Bờ Vai. Ồ, nhạc này là nhạc mới hả? Nhạc mới. À. Nhạc mới nhưng mà anh nghe nó không phải là tự đề thì giống như những cái bài nhạc rất là teen sau này đúng không? Dạ. Anh nãy Dũng Đà Lạt nói em chứ. Em cần gì nó thực tế hơn, em cần bờ vai đâu giải quyết được cái gì đâu. Chỉ cần dựa thôi được rồi. Em không ngờ anh Dũng Đà Lạt mà sao hôm nay thực tế dữ vậy. À. Nghệ sĩ mà sao thực tế dữ vậy anh? À thôi bây giờ em hát nha. Em bài, cũng cần một bờ vai. Bài rất là mới. À, quý vị xin mời quý vị nghe. Em cũng cần một bờ vai. Rất cần anh đi qua bên đó anh. Đầu môi đừng yêu ai anh nhé, hãy siêu em chung đường, hãy nói dùm em hai tiếng yêu đương. Đừng yêu ai anh nhé, đừng quên bao kỷ niệm, cuộc đời nhiều sóng gió, em cũng cần một bờ vai. Về bên em anh nhé, nói với em một lần, bên em anh.
nước tựa vào vai anh. Anh nghe em hát bài này anh tính đi qua mấy lần rồi đó. Như vậy là chứng tỏ là hát cái bài này rất là hợp với em và rất là truyền cảm. Dạ, em cảm ơn anh. Nhân đây thì Lâm Anh cũng cảm ơn tất cả quý vị đã có một cái sự yêu mến và ủng hộ rất là nhiều cho bài hát mới vừa rồi của Lâm Anh hát trong show Music Box 3, đó là bài Hoa Nở Không Màu. Và đây cũng là một cái động lực rất là lớn để cho Lâm Anh cũng như là những ca sĩ mạnh dạn hát những bài hát mới để tặng tất cả quý vị. Thực sự ra là cũng là một sức ép rất là lớn khi mà trong một cái thời gian ngắn mình phải học những cái bài hát mới. Nhưng cũng xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ rất nhiều và hy vọng bài hát này quý vị cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho Lâm Anh để mai mốt Lâm Anh sẽ còn hát thêm nhiều bài hát mới nữa. Chắc là hôm nay em có một người ủng hộ thêm nha. Em hát bài này rất là hay, anh rất là thích bài hát dạ, này. Cảm ơn anh. Bây giờ quay trở lại với chương trình của anh đi. Bây giờ mình xong ca chứ đúng không? À. Hai đứa hát đơn ca rồi. Đó. Bây giờ mình hát thêm một bài chung đi. À, phải nói là một cái bài chung này á, đây là một bài hát mà Lâm Anh và Tránh Đa Hòa mới đó. Mới quay hình đây. Lúc đó thì mình đã có một bài khác rồi phải không? À, mình lựa. Mình đang chọn lựa. Coi lựa còn bao nhiêu bài rồi đó mà cũng chưa có được bài nào xong rồi. Anh còn nhớ, lúc đó cái chị Thủy nói là qua một đêm hôm sau mình thức giấc dậy thì nhận được một cái message mà nó là khỏi lựa nữa, có bài rồi. Có bài rồi mà chị Thủy nói là chắc như đinh đóng cột luôn. Quyết định luôn mà. Mà em khi mà nghe bài này thì em thấy là có vẻ bài này nó hơi là trẻ với anh, hơi khác với phong cách của anh. Và cũng không biết là anh sẽ như hát bài này như thế nào, nhưng mà thực ra thì khi mà vô phòng thâu á thì anh Hòa hát bài này rất là hợp luôn. Cái bài hát này thì do anh Tùng Châu là sáng tác phần nhạc và hòa âm cho bài này trên cái lời của Hamlet Trương. Thì khi mà anh đọc thì anh thích, là bởi vì sao? Về cái lời nó thì là trẻ trung nhưng mà nó rất là universal, tức là nó ai cũng có thể liên tưởng đến mình được, cái câu chuyện riêng trong cái cuộc sống của mình được. Cái bài này á là một bài hát rất là hiếm hoi về tình yêu mà không có quá buồn, không ủy mị. Thường thấy nhạc Việt Nam mình á hay rất là buồn nhiều. Bài lắm. Hay của Việt Nam thường là nhạc buồn, yeah. Nhưng mà cái bài này thì là một cái bài rất trong là sáng. Vui và rất là thành công, tình yêu rất là thành công đúng không? Không phải tình yêu tan vỡ. Đúng rồi, không có chia ly này kia. Yeah. Nhưng mà vì chính vì cái điều đó mà anh nghĩ là khán giả rất là thích và rất là ủng hộ, bởi vì sao? Trong cái cuộc đời này bây giờ nó nhiều chuyện buồn quá, bây giờ phải có một cái gì nó tươi tươi, một cái gì positive tắm lên. Hơn. Yeah, positive. Cho nên là hôm nay mình hát cái bài này trong cái mùa dịch này. Cho bài hát này là hợp với đám cưới lắm nha quý vị. Quý vị đám cưới là nhớ hát bài này. Cho cái không khí nó vui tươi hơn và nó có những cái gì nó... Một bài hát chắc là quý vị cũng biết rồi. Bài hát được mang tựa đề Nơi Ánh Sáng Quay Về của Tùng Châu và Hamlet Trương. Qua nhiều bể dâu khổ đau mới biết yêu thêm từng giờ bên nhau. Người chan hòa như ánh sáng chiếu soi bóng đêm vụ vây cuộc đời từ bao lâu lẻ loi. Dẫu có đêm ngàn vì sao góp lại cũng chẳng xanh bằng một nụ cười của ai. Nở em tình yêu ấy ấm áp, em đêm tựa giấc mơ, ân tình anh bấy lâu đã mong chờ. Lắng nghe tim anh được không, trái tim mong manh chờ em đến thắp sáng những cơn mộng lành. Giật mình trong đêm nhiều
nhiều khi anh nhìn em bất giác ôm ghì, sợ một mai sợ em đi anh sợ lắm tiếng chia ly. Chốn yêu nhiều quá rồi mới hay, lỡ mai này có người đổi thay, trái tim từng ngày sẽ chỉ còn đắng cay. Ràng buộc đôi ta nào đâu phải là lời hứa với câu thề, mà là tình yêu, là đi bao xa người vẫn sống trong ta. Lỡ mai này có nhiều tái tê, lỡ mai này tình như ngủ mê, tiếng yêu người là ánh sáng em quay về. Trắng xanh bằng một nụ cười của ai, nợ em tình yêu ấy ấm áp êm đêm tựa giấc mơ, ân tình anh bấy lâu đã mong chờ. Lắng nghe tim anh được không, trái tim mong manh chờ em đến thắp sáng những cơn mộng lành. Trong đêm nhiều khi anh nhìn em bất giác ôm ghì, sợ một mai sợ em đi anh sợ lắm tiếng chia ly. Chốn yêu nhiều quá rồi mới hay, lỡ mai này có người đổi thay, trái tim từng ngày sẽ chỉ còn đáng cay. Ràng buộc đôi ta nào đâu phải là lời hứa với câu thề, mà là tình yêu, là đi bao xa người vẫn sống trong ta. Dẫu mai này có nhiều tái tê, dẫu đôi lần tình như ngủ mê, tiếng yêu người là ánh sáng em quay về. Tiếng yêu người là ánh sáng em quay về. Có còn cảm xúc giống hồi xưa không? Thật sự hôm nay em thấy là anh Hòa hát bài này hay nhất trong những lần mà đi show. Hôm nay là vì cái khung cảnh. Cái khung cảnh này rất là có mang cho mình không khí lãng mạn. Cảm xúc nè, đúng rồi, có thể vậy. Dạ, thì không biết là bài này chắc hợp tâm trạng của anh hay sao mà hôm nay em hát hay quá vậy? Hợp tâm trạng anh hay là hợp tâm trạng của em? Hợp tâm trạng của anh á. Tại vì hôm nay em thấy anh Hòa hát bài này nó rất là nhập hôm tâm. Hôm nay anh sáng hát bài này rất là trong sáng, dạ. Không có gì hết. Có phải là hôm nay anh đang happy không? Đang hạnh phúc không? Hôm nay hả, anh cũng như mọi ngày thôi, nhưng mà bây giờ không có còn buồn thôi. Cho nên là có lẽ là vì như vậy mình hát một cái bài mà hạnh phúc mà trọn vẹn thì nó có vẻ là nó nhập tâm hơn. Cho em hỏi còn một câu. Em hỏi rồi, bây giờ anh hỏi em chứ. Okay. Còn em thì sao, hôm nay có tâm trạng gì không mà hát bài này anh thấy cũng rất là nhập tâm. Thật sự ra thì một người nghệ sĩ thì khi mình hát một bài hát nào đó thì mình phải nhập tâm với cái bài đó. Chứ không có nghĩa là bây giờ mình đang buồn mà mình hát bài vui không được. Như vậy là nghi là có chuyện gì đây, thấy chống chế. Và cũng không có nghĩa là khi mà mình đang vui mà mình hát bài buồn không được. Em nghĩ là mình đang vui mình hát một bài buồn dễ hơn là mình đang buồn mình hát một bài vui dễ hơn. Đang buồn mà hát bài vui dễ hơn à? Hai tâm trạng đó cái nào dễ làm? Đối với em á, em đang vui mà hát bài buồn dễ hơn. Tại vì em hát nhạc buồn hình như là nó vô hơn, nó vô với cái con người em. Hợp với hát con buồn người em dễ, vui, dễ hơn là hát vui hả? Hình như là vậy. Còn anh Hòa thì sao? Anh Hòa thì
Anh cũng nghĩ vậy á, hát nhạc buồn dễ hơn là hát nhạc vui. Tại vì khi mình hát nhạc vui mà mình cố gắng mình làm một chuyện buồn thì nó sẽ không có đậm đà bằng, đúng không? Còn đúng khi rồi. Ví dụ mình, tuy là mình đang vui nhưng mà mình nghĩ tới một cái chuyện buồn thì mình có thể mình đưa mình vào cái cảm xúc đó nó dễ dàng hơn. Bây giờ thì... Tình cảm của anh... thôi bây giờ nói chuyện. Hỏi câu này cũng hơi vô duyên mà. Không, em cứ hỏi đi, được em trả lời không sao đâu. Muốn không biết là chuyện tình cảm, tình yêu của anh tình cũng tới đâu rồi. À, không, bây giờ thì anh độc thân rồi, coi như là cũng độc thân hả? À? Một năm mấy rồi thì cho đó. Nên là quý vị ơi, anh Trần Thái Hòa đang độc thân đó nha. Còn em thì sao, có cho phép anh hỏi không? Thôi đừng hỏi em, đừng hỏi em. Tại sao? Tại sao em hỏi anh được và anh hỏi em lại không trả lời là sao? Cái thôi. Câu này là nhiều người muốn biết chứ là một mình anh đâu, cái này anh hỏi dùm thôi. Thôi bây giờ em thay vì câu hỏi đó em sẽ hát một bài là biết là như thế nào rồi. Ha. Ok, bài đó là bài gì? Bài vui lắm. Em giới thiệu bài đi, bài, em giới thiệu bài đó luôn. Một bài của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín, xin mời quý vị cùng nghe bài hát rất vui, cô đơn. Cô đơn của Nguyễn Anh Chín hả? Dạ. Thực ra cái bài này giống như mình nói đó. Một bài buồn nhưng mà tông trưởng, đúng không? Một bài buồn nhưng mà nó không nghe nó quá buồn. Tặng Trang Hòa, Trang Hòa đang độc thân mà không cô đơn. À, không cô đơn hả? Hết, vậy thì tốt. Phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm, tình yêu một dáng như áng mây trôi nhẹ nhàng như ánh trăng soi em thương yêu dâng trong hồn tôi. Anh như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng, em đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người ơi cho em quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa, cho em quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong em, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ tiếng hát. Tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ tiếng hát lạc ngoài, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ tiếng đúng
tâm trạng quá cho nên hát xuất sắc luôn. Thank you. Không, bài này em hát anh rất là thích. Chưa bao giờ nghe em hát một cái bài mà có vẻ giống như là thính phòng như vậy. Dạ. Ông, nhưng mà ngày xưa em có hát bài Cho Em Quên Tuổi Ngọc đúng không? Dạ, thì cũng dạ, bài đó thì là anh nghĩ là em nên phát huy qua cái dòng nhạc đó thêm nhiều, thêm một chút để đi hát chung với anh được. Tại vì dòng nhạc này em hát cũng rất là hợp, đâu phải là chỉ hát nhạc trẻ không đâu đúng không? Dạ. Thì lúc đầu á là em vô tiếng nghe em hát nhạc trẻ, nhạc nhảy luôn á. Xong rồi chú Ngạn có nghe em hát mấy bài thính phòng. Nên chú nói là cháu hát thính phòng hay quá, mà tại sao không có nói chị Thủy cho hát thính phòng. Thế là ngay cuốn sau là chị Thủy cho em hát bài Cho Em Quên Tuổi Ngọc luôn á. Như vậy là anh nghĩ là cũng nên phát triển cái phần đó nhiều hơn, tại vì em có cái giọng hát nhạc, dòng nhạc này cũng rất là hay ha. Cảm ơn anh. Trong một cái cuộc đời đi hát của anh á, anh thích nhất điều gì và anh không thích nhất điều gì? Thích nhất là được hát. Tại vì hát là một cái đam mê, giống như mình chỉ thích là cái lúc mà mình đang hát thôi, chứ không phải là mình đi hát là đứng trên sân khấu hay là có người ái mộ gì đó. Đã được làm cái đam mê của mình. Cái đam mê của mình. Và sợ nhất là quên lời. Và cái thứ hai nữa là làm make-up. Em vậy. Sao? Diện đồ với make-up á, anh lại sợ cái đó lắm. Sợ là phải diện đồ với make-up. Tại vì mình hát thì mình thích là cái tâm trạng lúc mình đang hát, mình diễn tả cái bài hát đó thôi. Em đi hát thì đúng là em cũng được thỏa mãn cái đam mê ca hát của mình. Từ nhỏ đến lớn là em lúc nào cũng chỉ thích là ca hát thôi. Và cái em không thích nhất đó là phải giảm cân. Nói vậy thôi, cứ ăn thoải mái đi, đừng có lo. Nói chứ không ăn được đâu. Thực ra thì anh nghĩ là cái đó là do mình khi ấy, tâm trạng của mình nghĩ như vậy thôi đúng không? Chứ còn anh thấy những cái ca sĩ người Mỹ hoặc là này, trên thế giới thì có nhiều bà rất là to béo, nhưng mà có lẽ là họ không care thì họ cứ vẫn cứ vui vẻ bình thường, không sao hết. Nhưng mà tại vì những cái lần đầu tiên em lên trên Pespenai em nhỏ nhỏ xinh xinh, chứ bây giờ phải diet một chút xíu. Vậy từ giờ diet xuống lại một chút xíu để hát cho mình cảm giác là mình được tự nhiên và mình mới... Với lại lên cân thì nó cũng thấy mệt lắm anh. Nhưng mà khổ nỗi là hơi bị mê ăn đó quý vị. Tật xấu của Lâm Anh là mê ăn. Như vậy anh còn may mắn hơn em, anh mê ăn, anh ăn dữ lắm, anh không mập. Sao hay vậy ta? Vậy là anh có phúc quá. Rồi sao bây giờ mình hát thêm một bài song ca nữa chứ? Hay là sao? Không, bây giờ anh phải hát một bài đơn ca nữa chứ. Mà anh mới hát có hai bài đơn ca. Ok, như vậy thì anh hát một bài đơn nữa nha. Rồi phải không? Anh hát hai bài đơn rồi phải không? Đúng rồi. Bây giờ anh hát thêm một bài nữa đi. Bây giờ hát bài gì? Nhạc sĩ Ngô Thụy Biên có một cái bài hát mà có một cái tên rất là đẹp. Nhưng cái chuyện mà mập ốm đó này kia thì bây giờ nói về dáng vóc. Hát bài này tặng em đúng không? Đó là bài Dáng Ngọc. Rồi. Bài hát này thì chắc là quý vị rất là thân thuộc bởi vì cái bài này là một cái bài hát nổi tiếng bậc nhất của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Em rất là thích nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Thì bây giờ hôm nay hát lại bài Dáng Ngọc tặng cho Lâm Anh. Hy vọng là em sẽ có lại Dáng Ngọc ngày nào. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, vẫn tóc mây bay mà môi hồng thắm, gót bước nhẹ vương ý thơ, tình yêu nào vương mắt ngọc, mơ ước vẫn chưa phai nhòa. Và một lần thôi xin mắt em cay, xin hết đi hoang những chiều buồn say. Và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này dâng mắt ngọc, son phấn xin đừng ướt mi. Chiều buồn mưa bay gió lay, một mình cô đơn bước chân âm thầm, và tình yêu dâng nhớ nhung trong lòng.
mộng mơ giang kín nét môi thiên thần. Nhạc chiều lang thang rũ say, từng giọt mưa rơi khóc trên cung đàn. Rượu nồng ai say ngất ngây vì nhớ, và tình yêu đó xin ngừng bước chân. Lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu, tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say. Và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này vương mắt ngọc son phấn xin đừng ướt mi. Nhạc chiều lang thang rũ say, giọt mưa rơi khóc trên cung đàn. Rượu nồng ai say ngất ngây vì nhớ, và tình yêu đó xin ngừng bước chân. Lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu, tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say. Tình yêu đành thôi ước mơ, tìm quên bằng men ý nhạc. Duyên ước xin đành kiếp sau. Bài Giáng Ngọc của Ngô Thụy Miên. Vừa rồi em cũng có hát một liên khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với không phải với anh, ước chi được hát với anh. bây giờ mình hát một liên khúc của một nhạc sĩ nào đó mình kết thúc một nhạc sĩ hát. Mà em rất là thích, tại vì cái lối sáng tác của nhạc sĩ này nó gợi nhớ cho mình cái thời 75 á. Mặc dù em không có sống thời đó chưa? Nhưng mà em khi em nghe cái nhạc của nhạc sĩ này mà em có thể em tưởng tượng được. Thực ra thì đôi nhạc sĩ này, mình nói là đôi nhạc sĩ này mới đúng ha. Dạ, đôi nhạc thì, sĩ. Dòng nhạc của họ rất là ấn tượng, bởi vì là trong cái giai đoạn mà chiến tranh rất là khốc liệt thì âm nhạc của đôi nghệ sĩ này nó là một cái nói lên cái tâm tư cũng giống như là những điều sâu kín nhất trong cuộc sống của con người, của lứa đôi mà đang yêu nhau trong giai đoạn mà khắc nghiệt nhất của chiến tranh Việt Nam. Thưa quý vị, đó là nhạc sĩ Lê Uyên và Phương. Thì ngày hôm nay Lam Anh và Trần Thế Hòa sẽ hát cho quý vị nghe bài một liên khúc. Thưa quý vị, bài mà Lam Anh rất là thích, bài mang tựa đề là Vũng Lầy Của Chúng Ta, và một bài hát nữa là bài Lời Gọi Chân Mây. Không biết cái bài Vũng Lầy Của Chúng Ta, cái chữ lầy đó có phải là vì đó sau này người ta mới dùng cái chữ lầy đó không? Lầy lội hay là lầy quá? Đó đại khái là nói cuộc sống của một người nào đó nó lầy quá đúng không? Thì có đây có phải là cái lầy đó không? Anh nghĩ cũng có thể là cuộc sống mà, đúng không? Lầy có nghĩa là những cái khổ, phải khổ sở. Không phải khổ sở, mà vũng lầy đây là những cái bế tắc. À, bế tắc. À, những cái điều bế tắc, những cái điều mà không được hạnh phúc hay là không có thể nào cởi bỏ, không có được dục thoát không ra bên được thoát ra được. Đó là cái vũng lầy của chúng ta. Thì trong giai đoạn đó anh nghĩ là tình yêu trong giai đoạn mà bom lửa dữ dội rồi, mất mát này kia. Thì đó là vũng lầy của chúng ta. Rồi, bây giờ xin mời quý vị cùng nghe một liên khúc của Lê Uyên và Phương. À, bài thứ hai, bài Lời Gọi Chân Mây đúng không? Dạ, Lời Gọi Chân Mây, em giới thiệu rồi. Theo em xuống phố trưa nay, đang còn ngất ngất cơn say.
theo em bước xuống cơn đau. Bên ngoài nắng đã lên màu, cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay, cho nhau chắt hết thơ ngây. Trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn. Yêu nhau giữa đám sóng rêu, theo dòng nước cuốn lêu bêu, đi qua những phố thanh thang, đi qua với trái tim khan, đi qua với trái tim khan, đi qua phố bước lang thang. Theo em xuống phố trưa mai, đang còn nhức mỏi đôi vai. Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên màu. Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay, cho nhau chất hết thơ ngây. Trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn. Qua đi, qua đi, dừng cơn mê, tình buồn trong chân. Còn vui sâu trong ngao ngán, không dứt hết cơn cơn nề chê. Ta sống trong vùng lầy, một ngày vui dần. Còn vui sâu, còn vui sâu trong ngao ngán, không dứt hết một lần đau. Bao nhiêu xót xa những chiều thiết tha bên nhau. Em ơi xin em cúi trên cơn nghẹn ngào, những chiều buồn mưa lẻ loi. Anh ơi bao nhiêu tang thương mỗi khi giã rời giấc mơ. Trong tim son em ơi xin em cúi trên cơn nghẹn ngào, những chiều buồn mưa lẻ loi. Anh ơi như chim say mê có khi giã rời cánh nhung thôi bay. Anh ơi xin anh nhau, nước mắt.
lần đầu tiên mình hát chung bài này ha. Dạ vâng, lần đầu tiên Lam Anh và Trần Thái Hòa hát chung bài này. Hy vọng là quý vị sẽ thích liên khúc này. Và đây cũng là giây phút chia tay. Lam Anh và Trần Thái Hòa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Rất là hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ tiếp tục trong những chương trình Music Box khác. Dạ. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Mình hát lại câu cuối đi ha. Nhớ đến ngày còn gần nhau, nước mắt rơi khóc phút không ngờ. Nhớ thương ngậm ngùi cách xa biết đến bao giờ. Biết đến bao giờ. 3ND Gel hân hạnh đồng hành cùng chương trình, đặc biệt với những mặt hàng mới như khẩu trang và hand sanitizer. Mua trên $30 sẽ được free shipping. Mọi chi tiết xin vào dndgel.com.